Trở lại với màn ảnh nhỏ miền Tây sông nước, Vũ Điệp Vlog xin gửi lời chào đến các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Vũ Điệp tầm chắc mày cũng 2 giờ chiều rồi. Để mời cô chú anh chị cùng trải nghiệm đi. Giờ thì Điệp bắt đầu đi gài, hôm nay Điệp đi gài 7 chuột nha cô chú anh chị ơi. Rồi đến sáng Điệp sẽ thăm rồi Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ thì thời gian gài thì nó cũng lâu lắm. Tầm giá mắc cũng khoảng từ 3-4 tiếng nha cô chú anh chị. Này là những chiếc bẫy chuột của Điệp để mới đem xuống đi gài nè cô chú anh chị ơi. Đó, phần này là Điệp 3 vỏ cũng được tầm giá 60 cái. Điệp sẽ bắt đầu đi gài, mà Điệp gài bằng mồi mồi chuối nha cô chú anh chị, mồi chuối già, kêu bằng chuối già hương nữa, chuối già cui đó, cũng là nó đó, chuối chín tới nha cô chú anh chị. Đó, đây là những chiếc bẫy của Điệp là chưa có chuột, mà sáng Điệp mới có đi thăm nha cô chú anh chị ơi. Cùng đồng hành với Điệp cũng là một cái máy và một chiếc xuồng. Đây. Giờ đó thì gài bẫy này thì cô chú anh chị biết không, là gài thì thứ ở ruộng mình gài, hay bờ mẫu, hay là những cái giường muôn giường mình gài bờ, hay là mình gài những cái ruộng rồi mà có đường mòn của chuột chuột đi thì nó rất là dễ dàng nha cô chú anh chị. Mà cái này Điệp không có gài ở như vậy, mà là Điệp gài ở trên cây. Đó, Điệp treo cái gập ở trên cây, đến sáng mai đi thăm rồi cô chú của anh chị cùng trải nghiệm với Điệp rồi sẽ biết. Điệp gài trên cây mà Điệp sẽ chọn cái cành cây mà chuột nó đi, Điệp mới có gài nha cô chú anh chị, cái đó mới là khó nha. Bây giờ thì thôi Điệp sẽ bắt đầu xuống ghe Điệp đi. Điệp chạy lên trên cầu Thị Đô, Điệp sẽ gài ở nguyên quận đi thành phố Cần Thơ, rồi đến sáng mai thì Điệp đi thăm, Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Bây giờ Điệp ấp máy để tới sáng mai để mà Điệp sẽ bắt đầu đi thăm. Thôi Điệp bắt đầu xuống để Điệp đi cô chú anh chị ơi. Cái này tầm giá cũng 2 giờ chiều nha cô chú anh chị. Trời gió quá, mặt trời xuống tại cô chú anh chị ơi. 2 giờ chiều rồi. Giờ Điệp xin ấp máy để đi cô chú chị ơi. Trở lại với màn ảnh nhỏ miền Tây sông nước, Vũ Điệp Vlog xin gửi lời chào đến các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Vũ Điệp tầm chắc mày cũng 2 giờ chiều rồi. Điệp mời cô chú anh chị cùng trải nghiệm đi. Giờ thì Điệp bắt đầu đi gài, hôm nay Điệp đi gài 7 chuột nha cô chú anh chị ơi. Rồi đến sáng Điệp sẽ thăm rồi Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Chứ giờ thì thời gian gài thì nó cũng lâu lắm. Tầm giá mắc cũng khoảng từ 3-4 tiếng nha cô chú anh chị. Này là những chiếc bẫy chuột của Điệp để mới đem xuống đi gài nè cô chú anh chị ơi. Đó, phần này là Điệp 3 vỏ cũng được tầm giá 60 cái. Điệp sẽ bắt đầu đi gài, mà Điệp gài bằng mồi chuối nha cô chú anh chị, mồi chuối già, kêu bằng chuối già hương nữa, chuối già cui đó, cũng là nó đó, chuối chín tới nha cô chú anh chị. Đó, đây là những chiếc bẫy của Điệp là chưa có chuột, mà sáng Điệp mới có đi thăm nha cô chú anh chị ơi. Cùng đồng hành với Điệp cũng là một cái máy và một chiếc xuồng. Đây. Giờ đó thì gài bẫy này thì cô chú anh chị biết không, là gài thì thứ ở ruộng mình gài, hay bờ mẫu, hay là những cái giường muôn giường mình gài bờ, hay là mình gài những cái ruộng rồi mà có đường mòn của chuột chuột đi thì nó rất là dễ dàng nha cô chú anh chị. Mà cái này Điệp không có gài ở như vậy, mà là Điệp gài ở trên cây. Đó, Điệp treo cái gập ở trên cây, đến sáng mai đi thăm rồi cô chú của anh chị cùng trải nghiệm với Điệp rồi sẽ biết. Điệp gài trên cây mà Điệp sẽ chọn cái cành cây mà chuột nó đi, Điệp mới có gài nha cô chú anh chị, cái đó mới là khó nha. Bây giờ thì thôi Điệp sẽ bắt đầu xuống ghe Điệp đi. Điệp chạy lên trên cầu Thị Đô, Điệp sẽ gài ở nguyên quận đi thành phố Cần Thơ, rồi đến sáng mai thì Điệp đi thăm, Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Bây giờ Điệp ấp máy để tới sáng mai để mà Điệp sẽ bắt đầu đi thăm. Thôi Điệp bắt đầu xuống để Điệp đi cô chú anh chị ơi. Cái này tầm giá cũng 2 giờ chiều nha cô chú anh chị. Trời gió quá, mặt trời xuống tại cô chú anh chị ơi. 2 giờ chiều rồi. Giờ Điệp xin tập máy Điệp đi cô chú chị ơi.
Trời giấc này sáng rồi nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ tầm giấc này có khoảng từ 6 giờ sáng rồi, mặt trời nó chưa có lên. Điệp bắt đầu Điệp đi thăm những chiếc bẫy chuột ở trên cây. Điệp mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Điệp thì hãy cho Điệp một like và đăng ký kênh để theo dõi những trận video tiếp theo về Điệp săn bắt hàng ngày trong cuộc sống nha cô chú anh chị. Nhưng mà bữa nay là đáng lý là Điệp không có đi bẫy chuột đâu. Nhưng mà cô chú anh chị biết sao không? Vì mấy cái con chuột này á, nó nhỏ nhất trong 12 con giáp, mà nó là phá nhất luôn. Nó phá mùa màng những trái cây của cô chú anh chị đều làm ra mà chưa kịp bán nữa là nó đều ăn trước hết trơn. Đó, nhiều khi á, thậm chí lúc trái già nó cũng ăn, rồi trái non nó ăn không được cũng cạp nó phá nữa. Lúa ruộng người ta là nó cắn banh chành hết. Điệp bức xúc quá, Điệp cũng nhiều người điện kêu sao mà thấy lâu quá không đi bẫy chuột. Đó, rồi Điệp hôm nay là Điệp đi bẫy chuột. Đáng lý tính cho chuột á, ngày cho nó ăn Tết á, qua Tết Điệp mới bắt. Nhưng vì á, là trong khi đó Điệp sẽ đi bắt vì mùa màng của cô chú anh chị mà Điệp sẽ đi bắt. Đó, bây giờ Vũ Điệp á, thì cũng hôm qua gài cũng được 3 giỏ cũng tầm 6-70 cái gì đó. Giờ mấy cái giỏ này là chưa. Điệp mới bắt đầu đi thăm à. Giờ Điệp đi thăm những cái nào mà video nào mà những cái nào dính Điệp sẽ quay, chứ cái nào không dính Điệp không có quay nha cô bác anh chị, cho cô bác anh chị xem bớt nhàm chán. Chứ thật sự ra mà nếu mình quay những cái dính và cái không ha, có video tới mấy tiếng đồng hồ đã nghe cô chú anh chị. Tại vì trong khi đó là tất cả làm cái gì cũng vậy, không có ai được hoàn hảo hết đâu. Tại vì trong khi đó cũng phải gài cũng cái dính và cái không. Nếu mà Điệp biết mà cái điều cái nào cũng dính hết á thì trong khi đó chắc là làm giàu hả cô chú anh chị. Bởi vì mà Điệp quay những cái dính cho cô chú anh chị xem bớt nhàm chán nha. Bắt đầu giờ đến thăm cái đầu tiên trong cái cục lùm đó đó. Rồi Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Vì Điệp đi thăm ở dưới sông á nên Điệp ngồi trên xuồng á nó lúc lắc nha cô chú anh chị. Nó nói chung là một tay bơi một tay tháo nó cũng không có được chuẩn gì mấy. Cái này chết rồi cô chú anh chị ơi. Nè, cái này nó còn mồi, còn cái bên đây dính này nè cô chú anh chị ơi. Đó, Điệp gài ở trên nhánh cây gì này nghe cô chú anh chị. Đó, Điệp chọn cái cành cây đó mà cho tối chuột nó đi ra nó kiếm ăn. Đó, này là chuột cơm mình đó, mở hàng con đầu tiên cô chú anh chị. Đấy, nó hung dữ lắm nghe cô chú anh chị. Hồi lúc nó phá mùa màng của cô chú anh chị mà nó ăn trái cây hay lúa bọng nó phá mùa màng của mà nó không có. Nè, Điệp buộc dây chì nghe cô chú anh chị. Đó, Điệp gài ở trên cây. Đó. Lúc phá mùa màng của cô chú anh chị sao mày không la đi. Rồi bây giờ mày vô đây mày ngồi trong này mà mày la. Đó. Con chuột nghe cô chú anh chị. Mở hàng đầu tiên luôn. Đó. Chuột cơm mà chuột bự, cái này không dính thì thôi Điệp đi tiếp theo của chú anh chị ơi. Điệp mới bơi từ ở ngoài kia bơi dài vô đây nè cô chú anh chị ơi. Đó. Bơi từ ngoài kia bơi dài đi vô trong này nè. Và hôm nay cái nè cô chú anh chị, con chuột này nó sôi á, mỏ mụm nó máu me không nè. Chuột bự chà bá luôn. Trời ơi con chuột. Hết biết con chuột giái rồi cô chú anh chị ơi. Đó, ôi. Bự hết hồn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Chuột giái chà bá lửa luôn. Ủa, chuột này mà cô chú anh chị biết sao không? Mình mằng ra đầu mình để Điệp bước xuống xuồng nha cô chú anh chị. Mằng ra đầu nói chung là làm nhiều món cũng mình ớp gia vị xong xuôi chân rồi đầu mình nướng nha cô chú anh chị. Mình nướng nó ăn thì nó có cái hậu ngọt, rồi mình chiên cũng được, rồi mình nấu ăn chua cũng được, rồi mình bầm mình xào rau găm cũng được. Nói chung là chuột này làm chế biến ẩm thực cũng nhiều món à. Nó ủi mỏ mồm đó kìa. Chạy chùa hết trơn á. Nãy giờ Điệp mới thăm cũng được 3-4 cái mà mấy cái kia nó không dính, nó nằm mép bên kia kìa. Đó, mép bên kia nha cô chú anh chị. Còn mấy cái dính được 2 con à. Rồi hồi mình quay tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ mình Điệp bơi ra. Cô chú anh chị ơi, từ xa Điệp phát hiện được em chuột nha cô chú anh chị. Để Điệp nó nằm ở trong cái thân cây phía kia kìa cô chú anh chị.
nó ngồi ở trên cái cây đấy của chính chị, mà nó khó vô quá. Để Điệp đi vô và Điệp sẽ của chú anh chị thấy không, Điệp gom đi lên đó, nó dính ở trong cái gập rồi đó cô chú anh chị đó. Nó dính ở trong cái gập rồi. Thôi để Điệp vô Điệp bắt rồi Điệp quay cho cô chú anh chị xem nha. Tại vì nó khó đó cô chú anh chị, Điệp mới móc đi vô, Điệp tạm dừng video á, rồi Điệp móc đi vô rồi Điệp mấy có quay cho cô chú anh chị xem. Chụp khéo không, chụp khéo là nãy giờ ấy anh chỉ xíu nữa nó cắn rồi đó, thấy chưa, khổ lắm cô chú anh chị ơi. Đây con với Điệp gài mẹ bên đây bên kia kìa, nó dính bên kia con nữa kìa. Điệp đi mấy chiếc giật bình này lội với cặp mé nó là khó cô chú anh chị thấy không, từ xa đó ảnh kìa, ảnh ngồi kìa. Con này để Điệp để ở đây đi, thì Điệp gài trên cây á, nên có cộng với chị buộc đó. Hai chú này nhỏ mà cũng lụm được luôn, hai cái con bự nhỏ. Thôi Điệp đi ra bài giỏ của chú, cô chú à, anh chị ơi, lội nó rung nó lắc khó quá. Điệp mới đem đi ra nè, được mà có 6 em à. Hồi coi có chừng đầy vỏ không, mặt trời lên của chú anh chị ơi. Tầm giá này cũng khoảng 7 giờ. Thôi Điệp chạy ra máy rào kia của chú anh chị ơi. Điệp tắt máy, Điệp bò lên trước Điệp thăm của chú anh chị ơi. Điệp chạy tới bên này. Cái này xảy rồi cô chú anh chị ơi. Con chuột nó vô mà nè, nó cạp cái cây chọc lóc hết trơn nè. Xảy rồi nè, nó vô cái đầu cái gạch nó bị rớt xuống nó nghiêng á. Nếu mà nó đứng như gì đây thì mấy cái vòng tròn nó chạy xuống thì nó bị cứng, mà nó rớt xuống cái vòng tròn nó bị gãy rồi cô chú anh chị ơi. Rồi Điệp đi tiếp đi, Điệp quay cho cô chú anh chị xem. Điệp gài đây hai cái mà cái này không dính cô chú anh chị ơi, cái này dính chuột chạy ba lửa luôn cô chú anh chị. Mày cha bự nó vô nó tự cắn cái đuôi nó luôn kìa, bé nhạy luôn. Nằm ở đó đi, cái này nó không dính của chú anh chị ơi, cái này dính chuột chà ba lửa luôn nè cô chú anh chị ơi. Mày hả bự, ây da, bình ơn làm một tay gỡ nó hơi khó. Hai ấy giờ chút xíu nữa chuột này nó rớt nó đi rồi của chú anh chị ơi. Ồ chuột bự của chú anh chị ơi, nó thộn chuột rồi, khoảng 250 gram, quá đã mày hả bự. Kêu còn ô kêu trời, của chú anh chị em chuột bự rồi. Mấy cái nãy không dính nè, để đây nè. Đi tiếp cô chú anh chị ơi, lại nói Điệp quay cho cô chú anh chị xem. Trong lùm này dính được một em nữa nè cô chú anh chị ơi. Điệp lội vô mới được. Điệp kéo cái xuồng lội vô. Ù. Mày hả bự. Phá hoại mùa màng của cô chú hả bự. Hồi lúc ấy trời, chút xíu nữa rớt. Đâu có rớt được với anh đâu cưng. Nó vàng thật à, đã ghê. Chuột cơm ơi cô chú anh chị, này chuột cơm chiêu hả mày đó, nãy được quả đó, cũng được bọn rồi đó. Bây giờ bơi tiếp cô chú anh chị ơi, Điệp đi tiếp theo rồi Điệp quay cho cô chú anh chị xem. Điệp gài với cái vô bằng ở dưới đó giờ dính chuột trong trống kìa, mà lúc nãy hồi hôm qua Điệp gài là nước lớn, giờ là con nước nó rồng rồi, nó giật ra. Giờ Điệp móc vô Điệp quay cô chú anh chị xem nha. Con chuột nó ngồi trong nha cô chú anh chị. Ok, Điệp gum lên sao gum không được ta. Ở đây nè,
Đó, cô chú anh chị thấy không? Nó ngồi trong cái gập kìa, cục đen tiêu rồi, cục đen thò lùi kìa. Đó, nó hơi xa quá để điệp vô điệp. Bây giờ cô chú anh chị xem điệp mới bây giờ nè cô chú anh chị ơi. Nè, con chuột nó còn ngồi kìa. Đó, điệp chưa mở đó, mà điệp qua đây điệp leo lên bờ để điệp thăm cái trên bờ, điệp đặt ở dưới đất nữa. Nè, điệp đặt con lùm mà không biết có hay không. Có mà. Bây giờ ở đây chuột cũng nhiều à. Ui hè, ây da, trời ơi, nó lôi gác vô. Đặt cái chân chủ cái đống xài lôi gác vô. Mày ở đây đó, còn ở ngoài đó đó cô chú anh chị, mày da bự. Một em, đây một em nữa. Video này là điệp sống chân thật nha cô chú anh chị, trong cuộc sống hàng ngày của điệp đi săn bắt nha. Chứ ngoài ra video này điệp không cắt ghép, không chỉnh sửa nha. Một con. Bây giờ đi tiếp cô chú anh chị ơi. Điệp gà trong cái lùm này nè cô chú anh chị ơi. Mà thấy ghê lắm rồi cô chú anh chị coi ông bằng nè. Ông bằng quá trời luôn. Điệp ớn quá. Điệp gà mà điệp sợ sảy nó quýnh má nhìn hông gà luôn. Mày con chó nó sủa. Không mẫu mày hả bự em kêu hả. Hồi chuột dính nè, còn bên đây nó không dính nè cô chú anh chị, cũng 7-3, còn dính thì nó nhiều hơn 6-4 vậy. Mới học điếm đi tiếp của chú anh chị rồi này đi khéo ông bằng không đi gà trong bùa cha này dính đây cái nè nè nghe cô chú anh chị ơi. Tại vì chuột này là vật giả nhăn, nếu mà điệp không bắt thì người khác cũng bắt, người khác không bắt các anh chị khác rồi không bắt á thì lúc nó sinh sản quá nhiều đi rồi mình trồng ấy rớt rồi mà cũng còn hơn cô chú anh chị ơi. Rồi tới chừng mà mùa màng á mình trồng như là chôm chôm hay là nhãn hay là tất cả như mít bọng rồi tất cả đều trái cây hay là lúa, rồi nếu mà nó sinh sản quá nhiều mà mình không bắt nó thì trong khi đó là nó phải phá hủy mùa màng của mình rồi á, mình không có thu hoạch được nghe cô chú anh chị. Nên vì vậy mà điệp sẽ đi bắt chuột đó để mà trong khi đó để cho mùa màng cô chú anh chị đồ điệp bắt thì có lẽ là nhiều người khác bắt nữa, dành những tỉnh thành khác bắt nữa thì tất nhiên là chuột nó ít sinh sản, thì trong khi đó mình trồng những cái trái cây rồi thì nó đều đạt hiệu quả cao nha cô chú anh chị. Nếu như mình bán đặt ví dụ như mình bán được 10% đi mà nó quất hết 2-3% rồi còn có 6-7% thôi, nên trong khi đó mình không có thu hoạch được nhiều đó. Giờ đi tiếp theo cô chú anh chị ơi, chứ thật sự ra mấy con chuột này nó khóa như quỷ, nhỏ con nằm trong 12 giáp mà nó khóa lắm rồi cô chú anh chị. Điệp cũng gài ở bên cái chiếc bên bển á, bên cái cây bằng bên cái đọc dừa đó cô chú anh chị. Là mình nói một cái nữa mà điệp bơi qua con sông được xa quá, để đi gần qua bên đó rồi điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Từ xa mà điệp còn phát hiện con chuột đó cô chú anh chị, tại vì cái này nó trống á, điệp gài trên cái cây cái nhánh bằng nó đưa ra nè, giống như là tối đầu á con chuột đó cô chú anh chị nó chạy theo cặp mé vậy nè, cái đầu nó kiếm ăn. Thì tất nhiên là nó thấy cái mùi chuối á, nó thơm á, rồi đầu nó leo lên nó ăn rồi đầu nó hình bụng. Đó, nó ngồi cục kìa cô chú anh chị. Để điệp móc đi vô, tại vì có một tay à bơi khó quá. Mày hả, từ xa là thấy mày rồi này em ghe. Cô chú anh chị biết không, là cái này là gọi là thiên nhiên nha cô chú anh chị. Những loài động vật này là động vật hoang dã thiên nhiên, nói chung là mình ăn thì nó cũng ít có bệnh hoạn, tại vì mấy con chuột này mà nó sống toàn ở cho cái môi trường nó sống rất là sạch sẽ, cái gì bởi cái bằng giò nó trắng phiếu à, nó sống ở trên cây của cô chú anh chị, nó làm ổ trên cây dừa hay là bụi thùm lùm dây leo này kia đó làm ổ anh chị, nên nó ăn thì qua cây này thì qua cây kia, nó ăn toàn là trái cây không à,
Nếu mà gà ở trong ruộng á thì đặc dụ như thì nó mới có chuột nó ở hang, là cái giò nó màu đen, tại nó sống ở môi trường dơ. Cái này là chuột cơm nghe cô chú anh chị, chuột này ngon lắm. Đó, phần thành quả của Điệp cũng nhiều rồi nè, cũng gần đầy giỏ rồi đó. Hồi Điệp thăm chắc cũng trong cho đầy giỏ đi, thành quả cao mới được, không biết có hay không. Còn cái số bên đây thì cũng được gần nửa giỏ nè, cái không dính nha cô chú anh chị, còn cái kia nó bị ngã rồi, cái kia chưa thăm. Còn cái này hoàng chuột này bộn bộn một chuột bự không mà cô chú anh chị, chuột cơm nha, chuột dừa đó, ở trên cây dừa ta gọi là chuột dừa đó. Con chuột lông nó vàng á cô chú anh chị nè, để Điệp quay đây cô chú anh chị xem nè, lông nó vàng á, nên nó ở trên cây dừa gọi chuột dừa. Còn mà chuột ở ruộng thì lông nó màu đen nha cô chú anh chị, tại nó ở trong hang á, nó thấy mà mặt trời thì biết nữa. Bây giờ đi tiếp theo đi cô chú anh chị, thì Điệp sẽ quay cho cô chú anh chị xem những cái thành quả buổi sáng của Điệp còn lại có dính nhiều hay là ít. Giờ đi tiếp mặt trời lên khoảng 7 giờ mấy nha cô chú anh chị. Điệp gà trong cái thùm lùm này nè, hai cái nha cô chú anh chị. Điệp leo lên coi, nó khó leo quá, dây nhợ không nè cô chú anh chị ơi. Ấy da, Điệp gà đây hai cái mà không biết có dính hay không. Ồ, khó leo quá. Ồ, Điệp để vô nhà nó luôn. Dính rồi cô chú anh chị ơi, mày hả bự, Điệp để vô trong cái hốc bằng luôn. Nó ăn nè, nó tha cái gì lên đây nó ăn nè. Ôi cái khu xương lẳng gì, heo bò gì nè, trả lại mày đó nè. Điệp bỏ vô trong cái nhà của nó ở luôn, trời mà quýnh giống hệt như quýnh giặc vậy, quýnh đi vô đồn luôn vậy đó. Mày ra bự một cái này để ở đây đi. Ê trời, rớt mày, rớt hả mày, la gì mà la, sao lúc mà mày ăn mày uống mày phá người ta mày không la, giờ mày la. Cái này chết quá rồi cô chú anh chị ơi, chết rồi. Lúc ăn uống thì ngon lành lắm, im ghê nha, bò đi kiếm đồ ăn khóa của người ta, tới chừng vô trong này ngồi phái chết mẹ, ngồi này ấm chết mẹ, la gì mà la. Thôi đi tiếp cô chú anh chị ơi. Điệp đi ra xuồng, Điệp đậu ấy, đậu ngoài kia kìa, Điệp leo đây nó khó quá. Điệp đặt con cá trong lùm này nè cô chú anh chị ơi, giờ Điệp leo vô. Tại sao Điệp không đặt mấy nhánh cây ở ngoài này mà Điệp phải bò vô tới trong kia, cực khổ quá. Tại Điệp chọn cái cành cây mà chuột nó chạy giết mà giò cẳng nó dính sình đó cô chú anh chị, nó xuống nó kiếm ăn đó, rồi nên nó dơ á, rồi nó nhìn cái nhánh cây của nó ấy dạ, nó dơ á là biết chuột nó đi nè, như mấy cái nhánh này nè cô chú anh chị nè, nó dơ nè. Mấy nhánh này gài cũng có nữa nè, mà tại vì nó nhỏ quá rồi Điệp gài cái gặp á nó hay bị lặt, nên Điệp chọn cái nhánh bự á cô chú anh chị. Chứ một phần nữa là cái tàu dừa á nè, cái cây dừa này cô chú anh chị đó, cái cây dừa đó, rồi đầu ổ đó nó ve cái tàu gai này nè nó, rồi nó đi vòng hồi nó vô gặp Điệp. Đó là như vậy đó cô chú anh chị. Mày bự, mấy cái con này nó khôn lắm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị gài á, bữa nay á cái hết biến chuột bự rồi, giá chà bá lửa luôn cô chú anh chị ơi. Gài á, bữa nay á mình gài nó như dụ như Điệp gài có màu chuối nha, mà cả khoảng từng lễ sau nữa quay lại gà màu chuối nữa là nó cũng không ăn nghe cô chú anh chị. Cái này là Điệp nói sự thật, là con chuột nó rất là khôn, tại Điệp có gài rồi, cái con đường này nó cũng nhiều lần rồi. Rồi lần sau mình gài ví dụ cá lồng tông hay là mồi mít nó, hay là mồi phai, mồi củ sắn gì đó mình đổi hay là mồi bắp đó, nói chung là mình phải đổi mồi nghe cô chú anh chị. Ví dụ như mình mồi gài màu chuối, bữa nay gài màu chuối, từng lễ sau quay lại gài màu chuối nữa là nó không có ăn đâu. Chuột này nó khôn lắm, Điệp cũng có gài rồi đó. Bự chà bá luôn. Thôi giờ Điệp bò ra khó quá cô chú anh chị ơi. Cái xuồng bỏ biệt mỹ vô kia kìa, Điệp leo vô đây nè đó. Bây giờ ra ngoài nha cô chú anh chị ơi, Điệp mới ra ngoài nè, cái bụi đó đó, Điệp xô nè, chuột nãy nè chưa có bỏ đi vô nè. Quá chà bự luôn, chà bá luôn, nó vô một cái nó ship mấy con này hết, lớn hơn luôn. Bự hơn á. Còn phần ở đây phần chuột nó không dính, cũng nói chung là cũng gài cũng 50-50 cô chú anh chị ơi, không có được cái gì mà được hoàn hảo. Tại vì trong khi đó mình làm ăn á, nói chung cũng có trúng có thắt, mà mình gài mà lúc 50-50 cũng được đi, có chuột là mừng rồi.
cùng trải nghiệm với cô chú anh chị trên sông nước miền Tây này là vui rồi. Thôi đi tiếp đi cô chú anh chị. Điệp gà cây cha này nè, để điệp móc vô coi coi, coi thăm coi. Điệp gà trong này được cũng hai cái nè, cũng thấy có dừa có ổ đó, không biết có hay không, khó quá. Ồ, từ xa thấy rồi cô chú anh chị ơi, thấy rồi mày hả bự. Chết tao chưa đặt giải ảnh ngọn cục anh kia kìa cô chú anh chị ơi. Cái này chết quất rồi nghe cô chú anh chị nè, cái này chết quất rồi. Nói chung là gài cũng cái có cái không đi cũng được, dính yêu cầu dính là mừng rồi. Điệp bỏ miếng chuối rồi, miếng chuối nè đó, miếng chuối đó điệp, điệp bỏ rồi. Yêu cầu dính dính là mừng rồi. Chục bự chà bá luôn cô chú anh chị, bự chà bá lửa luôn. Này á kìa, trời ơi chục bự kìa. Ở đây là dừa không nè cô chú anh chị. Ờ à, nó ở cái dừa ngủ á, tối nó xuống nó kiếm ăn, nó chạy cặp mé rồi đầu nó thấy một chuối thơm thơm á, giống như viền xì ke. Này cắn rồi mày, cắn tao á, trời ơi chục bự rồi, không thua viền chục nãy á. Bự chà bá luôn nè, con chuột nó nãy điệp điệp dính nè cô chú anh chị, để điệp lấy con chuột này ra nè, con chuột này để ở đây đi. À, ăn chuột nó nãy nè, bự chà bá luôn, cũng không thua gì hai con à. hai con chín rưỡi con mừ. đã sướng sướng về có chuột ăn rồi. Phần các cô chú anh chị nào tết ăn thịt heo á, giờ thịt heo nói chung là cũng mắc quá trời mắc, thịt heo nghe nói trăm mấy chục ngàn ký, ăn gì nổi mà ăn. Nhà giàu thì ăn, còn nhà nghèo thì mua chắc chỉ là 20-30 ngàn bạc thịt heo để kho đó để chứ mua chuột ăn thì thiên nhiên nè cô chú anh chị. Đó, chuột này ăn mấy ngày tết nó vô hệt như điệp nữa, thả lưới cá bằng tông phơi khô đó, rồi cái đầu phơi khô nắng thôi, hơi ốp ốp thôi, rồi đầu xong đem vô đầu chiên hay là gì đó ha. Ừ, có bia ha, quất rồi mà thôi, tết nhất thì đừng uống bia của chú anh chị ơi. Giờ nghe nói bia giờ phạt từ 7 triệu đến 10 triệu sợ quá cô chú anh chị. Tết nhất á, kiểu này chắc ăn tết ở nhà chắc ăn cơm rồi có uống bia rồi xỉn cả nhà lá giường rồi có ngủ tại chỗ luôn quá. Có đi thì chắc kêu chắc thuê taxi nhà già hay là xe ôm gì đó đặng mà đi, chứ ngoài ra ví dụ như bao nhiêu một ngày luôn, vài trăm ngàn cho 500 ngàn á, cho cao nhất là chừng 500 ngàn hả cô chú anh chị. Bao chở đi đây đó xỉn đầu có như có tài xế rồi chở vậy ngon lành, chứ ngoài ra đi lỡ nó phạt một cái trời ơi nó tính tiền hàng triệu không khổ lắm à. Sợ lắm. Thôi giờ đi tiếp cô chú anh chị ơi. Điệp gà ở đây mà điệp quên chút xíu nữa là bay hút rồi cô chú anh chị. Gà ở đây hai cái mà dính hai em nha, để điệp gác cái dầm lên là điệp bay cô chú anh chị xem nha. Nè, cái này nó lặt rồi nè, nó muốn rớt rồi. Này gà bự. Nó muốn rớt rồi, lặt rồi. Cô chú anh chị nhớ có ăn chuột gì đó rồi bình luận comment bên dưới để điệp gửi tặng cho cô chú anh chị ăn tết nha. Chuột này là chuột vườn nha. À, đây một cái, bên kia một cái nè kìa, bên kia dính con rồi, cục kìa cô chú anh chị. Mày hả bự, bỏ mẹ đó đi, để điệp lặn vô. Ở đây toàn là bởi vì cái cao câu đố cắt thôi, đố hồi tục quá. Cái nước nào người ta nói cái gì cờ nhiều nhất, người ta nói nước Mỹ nước này nước kia, thật sự ra là nước rồng là nhiều cờ nhất nha cô chú anh chị nè. Đó, nó nổi lên quá trời luôn nè. Cái này người ta không biết cây này là cây bằng nào mà kêu bằng cái gì đó. Nước rồng là nhiều nhất à, nó nổi lên thấy trơn à, mày dở bự. Hai em hai con chút xíu nó bơi hút rồi. Tại vì gãi đôi lúc cũng có sự quên đó cô chú anh chị. Hai em hai con này để con bự con nhỏ cho vô đây nằm đi, trong này có cái vỏ sách này nó hơi ấm nè đó, bộn mày nha. À, đi bơi tiếp lại đằng cây bằng kia kìa cô chú anh chị, đằng đó đó, để thăm cô chú anh chị xem. Gà trăng cây bằng này nè,
Đó, đi thấy nó sập rồi đó, cái gặp nó sập xuống rồi, chắc lụm rồi. Nó ngồi im ghe cô chú anh chị, nó làm như nó không thấy mình đó cô chú anh chị xem nè. Ngồi im ghe. Ở đây một con nha, ở đây một con nữa nè cô chú anh chị. Nè, con này con nó hơi nhỏ. Đó, con này nó thấy điệp rồi, còn con này nó chưa thấy, để điệp hù nó. Điệp hù nó nghe cô chú anh chị. Nó làm như nó không thấy. Đó nó thấy rồi kìa, trời ơi, nó ngồi im ghe nó không thấy. Hồi nãy nó không thấy. Ừ trời ơi, giờ bây giờ thấy kìa. Trời ơi, nhìn chỉ thấy đâu chị. Ê trời ơi. Ủa cắn ghê lắm, cắn. Nè cái ổ của nó nè cô chú anh chị, coi nè. Nó tha gác lên đây nó ngồi nè. Nó ăn cua ốc dìm lum hết trơn nè. Đó. Rồi nó xé nào là bột niêm cần no hay là cái gói mì á bọc vô ăn á. Nó tà dục quá nè. Mày để đây con đi. Mở con này một cái nữa coi. Hai con xong. Hèn. Điệp biết thế nào nó cũng dính nó à. Tại vì trong khi đó nó có ổ vô đó mà. Nè. Hai em hai con bự nhỏ quá đã. Vô gần đầy rồi nghe cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nếu mà có thương cuộc sống của Điệp lên trên sông nước á. Bắt những loài động vật hoang dã thiên nhiên á, không nằm trong danh sách đỏ Việt Nam á, thì cô chú đăng ký kênh để theo dõi những trận video tiếp theo. Và thương Điệp hãy mở rộng vòng tay mà cho Điệp một like ngay cô chú anh chị. Điệp xin thành thật rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Bây giờ Điệp sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm thăm Điệp thăm qua cây cầu gọi là cầu Tây Đô ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Điệp hồi Điệp thăm tới cây cầu đằng đó luôn cho cô chú anh chị xem nha. Điệp gà trong bụi dừa nước nè. Ủa quên nó dừa nước này nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có ăn dừa nước không nè. Nó quá trời luôn nè. Điệp gà ở trong cái bụi thầm lùm này. Bắp dừa nước này một cái đây. Mà Điệp ôm cây cao luôn. Gà ôm bự quá. Quá đã quá đã. Trời ơi chuột bự. Ông nội mẹ ở chừng 300g á. Ủa kìa. Ui bự. Hết hồn chuột rồi. Chuột giấy. Ui sao Điệp mở đây lùng quá lùng mà. Điệp tính nó không có tới lúc qua nước lớn đầy và nước rồng rồi á. Điệp buộc cái cọng dây nè cho nó ôm vô cây cao nè, buộc cọng dây chị nha cô chú anh chị. Điệp mở cái này chắc con tay chắc nó khó làm ăn nha. Con chuột này nó bự. Ây da vớt rồi, hên quá cô chú anh chị ơi. Còn tại vì nó khó làm á cô chú anh chị, tay nó khó làm quá sao bắt. Để Điệp thò tay Điệp bắt nó ra. Ây da trời ơi, cái ghe nó lúc lắc tờ dính rồi. Mày hà bự nó khó không nghe cô chú. Ây đi ghe xuồng nó lắc á cô chú anh chị, nó đung đưa á. Ồ ok, Điệp kéo nguyên cái tàu lá khô ra luôn kìa. Ồ chuột bự quá trời bự cô chú anh chị ơi. Ảo quá đã, vô đây đi, bự hơn mấy con cái nãy luôn. Chuột này mà chiên ăn một cái hay là ốp nướng cái quất một cái tới nái luôn cô chú anh chị ơi. Đi tiếp cô chú anh chị ơi. Điệp gà trong cái đống chàm này nè cũng mấy cái đó. Để có không Điệp quay cho cô chú anh chị xem nha. Để tới thì Điệp bơi tới để Điệp mở video. Điệp mới bơi tới đống chàm nè cô chú anh chị ơi. Điệp lội lên mới được tại vì nước nó gồng quá, gồng nó sát rồi. Điệp không thấy nữa, không biết có hay không. Ồ sập rồi cô chú anh chị ơi. Ồ mày hả bự. Để Điệp mở dây. Chuột chà bá luôn. Ở trong cái đống chàm này nè cô chú anh chị. Nó ở mấy đường rảnh nó kẻ nè. Nó chạy nó kiếm ăn á. Rồi tối lên nó ngủ xé ba lá chàm ngủ á. Chứ một thằng nó chuột ở đầu nó làm ổ cô chú anh chị. Làm ổ ở trên cái cây thùm lùm ở trên này nè. Chuột này Điệp khó lấy quá. Nó dính cộng dây chì. Con chuột bị kẹt cái giò ra. Em nữa. Bỏ vô đây đi. Ồ cái này dính rồi nè cô chú anh chị ơi. Khó lấy hả? Tao cũng mở mày hả? Không lẽ tao gà dính mày rồi sao? Cắn ra trời, cắn trời. Giỡn mày. Đây một con nữa. Hai con. Coi Điệp qua đây Điệp thăm cái hạt mấy cá bên tay coi có dính không cô chú anh chị. Đây Điệp rồi. Hai cái này nè. Dính nữa mày, cái này chết nghe cô chú anh chị. Cái này chết à. Cái dưới này dính nè.
cái dính cái cái gài 4 cái mà dính được được 3 cái cũng được, nói chung cũng đạt đi. Chứ không lẽ gài mỗi cái mồi dính chắc là thằng Khánh á. Biết chuột trước cái chân thằng Khánh á. Đó. Để điệp mở cái này ra. Cái này nó không dính cô chú anh chị á. Cái cục mồi chuối còn nè. Giờ điệp chút cái cục mồi chuối này ra cái. Rồi, thôi đi. Hồi xuống ghe hai tay điệp làm dễ. Một tay một khó lộng cộng quá. Vô, nhiều mà nghe có chú anh chị. Cái này không dính. Thảy qua đây. Cái này cũng không dính, thảy qua đây. Rồi. Gần đây giỏ rồi đó cô chú anh chị. À, đi ba tiếp cô chú anh chị ơi. Điệp gà trong lùm này được 3-4 cái nha cô chú anh chị. Nhưng mà điệp thấy dính rồi đó cô chú anh chị ơi. Đậu cái vỏ ngoài kia chết cái gì? Còn con chuột bự. Mày xà bự. Xà bá luôn cô chú anh chị ơi. Kêu hả? Kêu lúc ăn phá khuấy người ta mà không kêu. Gà kêu hả mày? Đó. Để ở đây đi. Mời cô chú anh chị cùng trải nghiệm đi thăm chung với đẹp vài cái đằng này nữa. Đậu quá cô chú anh chị ơi. À, được chọn ngay cái nhánh cây á, nó đi á như cây mình bát. Cái mình bát. Dính nó đái nó lợi hại lắm nha cô chú anh chị. Lúc mà tay chân. Rớt hả? Ai da, dính cộng dây chì. Dính rồi cô chú anh chị ơi. Để ở đây đi. Giờ quá. Tiếp cô chú anh chị ơi. Quá đã của chú anh chị ơi, dính nữa rồi. Mày hả? Hình như là chỗ này mình chưa có gài hồi trước giờ mình là điệp chưa có gài á cô chú anh chị. Nên nó mình gài nó nhạy. Chứ mà có gài nó rồi ha, mình gài lại là nó khôn lắm, nó không có ăn. Nên con chuột này nó xạo chá lắm. Lanh lợi lắm. Ây da. Dây nhợi không rồi cô chú anh chị ơi. Điệp cầm cái điện thoại nó hơi lắc nha. Mong cô chú anh chị thông cảm nha. Đó. Cái kia này để đó kìa. Còn một con số trong vỏ kìa. Chị ngồi nhôi cho. Ba con. Còn ở bên đây nữa. Để điệp qua bên đây kìa có không. Đi trong lùm á nha cô chú anh chị. Không cô chú anh chị ơi. Chất quất à. Cái này chất quất rồi cô chú anh chị. Ngon quá ngon mà không dính. Nó không có sập. Miếng chuối còn luôn. Thôi điệp tiếp nha cô chú anh chị, để điệp ra điệp qua cho cô chú anh chị xem. Mới tháo ra đi ra cô chú anh chị ơi. Cái này nó chất quất. Gài đằng gài đằng kia 4 cái mà dính được 3 con. Ở đây cũng vậy, 4 cái mà dính được 3 con. Chuột bự nha cô chú anh chị nè. Bự cho bá lửa nè. Đó, chuột bự mà. Thôi điệp chui lòn qua đây cô chú anh chị ơi, quay tiếp cho cô chú anh chị xem. Dạ khó quá. Thằng chuột nãy điệp để vô nè cô chú anh chị ơi, bự mà sắp đầy vỏ rồi. Giờ điệp dạ đây hai cái nè. Đó, dính rồi, điệp phát hiện dính rồi. Giờ điệp đi lên cái cầu khỉ nè. Khó đi quá, còn là cặt bằng không à. Điệp phát hiện điệp gài cái bằng à. Chọn nhánh mà. Đó, mày có một nhánh một à. Điệp gài luôn. Giờ đừng đi lên đây nó hơi khó nha cô chú anh chị. Bây giờ điệp bước qua đây. Điệp bò luôn anh. Ở đó dính con rồi đó. Bên đây nè cô chú anh chị. Đó, ảnh ảnh ngồi kìa. Thôi chối quá. Đây là điệp leo lên cây. Mày á bự. Trời, tè. Khó làm ăn. Ây da. Để điệp xuống điệp quay cô chú anh chị xem nha. Khó quá điệp tụt cái cây nè. Điệp phải leo từ cái góc bằng nè cô chú anh chị nè, từ cái góc bằng này, leo dài lên tới này đó, lụm con chuột. Chuột chà bá luôn. Qua đây cái bên đây cây. Dính rồi cô chú anh chị ơi. Dính mà em chuột mini. Trời ơi, con chuột chăn, chuột tay gài lụp gắn ngon lắm. Cao quá, điệp lùng quá. Chuyện qua sao mà chuyện qua mình nhớ mình cao quá. Bữa nay sao sáng ngày ngủ đêm sáng ngày thấy lùng quá, dớ mở khó quá. Được hai em cô chú anh chị ơi. Hai em bây giờ điệp đi xuống vỏ, đừng đi hơi khó quá. Điệp up video.
cô chú anh chị ơi, thành quả của Điệp chắc sáng này cô chú anh chị ơi, đây nè, quá trời luôn. Điệp mới trưng bày ra đó, tại vì video này nó quá dài, còn có khoảng mấy 20 cái nữa mà Điệp không có quay được, tại vì nó dài quá rồi, Điệp chưa đi thăm nữa kìa, còn cái vỏ nữa kìa. Nè, cái phần này là cái phần hậu dính này nha cô chú anh chị, quay cho cô chú anh chị xem, cũng được 6 mấy 70 cái mà nè, cái phần này nó không dính, khoảng 10 mấy cái nó không.